Chào bạn, hôm nay ta sẽ tiếp tục tập 2 về chuỗi podcast mà mình đã làm ở cái số đầu tiên, tập 1 về giải phóng tâm trí. Trong tập 1 thì ta đã nắm được những cái điều cơ bản là rào cản làm cho tâm trí chúng ta mất tự do. Nó bao gồm là tự do trong cái việc suy nghĩ, không bị ràng buộc bởi định kiến nè, tự do thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực như là lo âu và sợ hãi, và áp lực của xã hội hiện đại làm cho chúng ta mất tự do. Trong cái hành trình giải phóng tâm trí trong năm nay của mình thì đương nhiên là mình không chém gió theo cái phong cách thuyết âm mưu hay là bàn tròn tâm linh. Mọi thứ trong cái podcast này thì đều có cơ sở khoa học rõ ràng. Mình sẽ dựa vào những cái quyển sách mình đã nghiền nát nè, những cái nghiên cứu thần kinh học đáng tin cậy và những cái cơ chế não bộ được khoa học chứng minh. Vì thế nếu mà ta muốn làm chủ bộ não, trước hết ta phải hiểu nó đã chơi ta như thế nào. Nếu mà bạn nào chưa nghe tập 1 thì mình có thể quay lại kênh YouTube của mình để nghe tập 1 để mình hiểu rõ hơn về điều này. Hoặc là bấm vào cái phần mô tả video á, mình có để cái link về cái tập podcast này trong cái phần mô tả video. Ngoài ra thì mình cũng có phát trên những cái nền tảng trực tuyến là Spotify dành cho những cái bạn thích nghe nhiều hơn. Trong những cái tập podcast tiếp theo á, thì chúng ta sẽ đào sâu vào những cái mảng này. Và những cái tập podcast này thì sẽ chi tiết hơn nè, để chúng ta giải quyết vấn đề. Mình thì đang ở Đà Lạt, đương nhiên là không phải để trốn phố hay là săn mây, mà để đào sâu vào một cái thứ quyền lực vô hình nhưng mà đang chi phối chúng ta từng giây từng phút một, đó là dopamine. Nếu mà bạn Google về dopamine thì Google sẽ trả lời rằng nó là một cái hormone hạnh phúc, nhưng mà nó không phải vậy. Bạn có bao giờ tự hỏi là tại sao mà mình có thể ngồi cà phê tám chuyện hàng giờ nhưng mà khi động vào sách vở thì 15 phút đã thấy bức bối rồi? Hay là tại sao vừa đặt điện thoại xuống, chỉ vài giây sau, tay bạn lại vô thức cầm nó lên? Hay tại sao có những cái thứ càng khó đạt được, ta lại càng thèm muốn nó? Nó không phải là do bạn thiếu kỷ luật, đó là do dopamine đang thao túng bạn. Nếu mà bạn từng nghe rằng dopamine là một hormone hạnh phúc, thì xin lỗi, đó là một cú lừa. Dopamine nó không tạo ra hạnh phúc, nó chỉ khiến bạn muốn một thứ gì đó. Từ một cái bát phở tái gầu rất là nóng hổi và ngon, hay là một cái tin nhắn Zalo vừa mới hiện ra, đến cái cảm giác phấn khích khi mà vừa săn được một cái deal giảm giá đến 70% trên Shopee, nó làm cho bạn chạy theo cái cảm giác thỏa mãn. Nhưng mà trớ trêu thay, không bao giờ thực sự thỏa mãn. Vậy thì rốt cuộc dopamine là bạn hay là kẻ thù? Nếu mà hiểu rõ nó, ta có thể tận dụng nó để làm chủ động lực nè, tránh rơi khỏi cạm bẫy của những phần thưởng rẻ tiền và thoát khỏi những cái thói quen vô nghĩa. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ giải mã một phân tử nhỏ bé với các nguyên tử carbon, nguyên tử hydro, một ít oxy và nitơ. Nhưng mà nó đủ sức định hình phong cách sống của bạn, làm việc và theo đuổi giấc mơ. Bắt đầu video ngày hôm nay thôi. Vậy thì dopamine là gì? Bạn đã bao giờ nghe ai đó bảo rằng dopamine là hormone hạnh phúc? Dopamine không hẳn là một hormone hạnh phúc, nó là một kẻ thao túng chuyên nghiệp. Nó giống như một gã môi giới đa cấp tinh vi dụ bạn tham gia vào rồi và bắt bạn chạy theo một cái vòng lặp không hồi kết. Bạn tưởng rằng nó sẽ giúp bạn tận hưởng cuộc sống, nhưng mà nó chỉ giỏi xúi dục bạn muốn nhiều hơn nữa. Mà lại ví dụ nha, khi mà mình đi làm về nè, mồ hôi thì nhễ nhại, mệt rã rời, bạn không khát, nhưng mà đột nhiên mắt bạn lia qua quán trà sữa ven đường, dopamine trong đầu bạn lập tức bật loa nội tâm: lâu rồi mình chưa uống trà sữa chân châu đường đen đúng không? Và trời nóng nữa chứ, uống đi, bỏ qua bây giờ có khi tiếc nuối cả đời thì sao? Kết quả là bạn tấp ngay vào quán, nhanh hơn cả khi sếp gọi lên họp gấp. Dẫn chứng khoa học nè, một nghiên cứu năm 1997 trên khỉ thì cho thấy là khi mà con khỉ biết sắp có chuối, dopamine của nó bùng nổ, kiểu như là: trời ơi, có chuối kìa. Nhưng mà khi nó thực sự ăn chuối thì dopamine không hề tăng thêm. Tức là dopamine khiến con khỉ háo hức với phần thưởng, nhưng mà khi có phần thưởng rồi thì nó lại chẳng thấy phấn khích nữa. Dopamine thì không giúp bạn vui lên, nó chỉ làm bạn thèm mà thôi. Đây cũng chính là lý do mà vì sao bạn mong chờ lương đến nỗi kiểm tra tài khoản liên tục, nhưng mà khi lương vào rồi thì cảm xúc lại nguội lạnh, như là tình yêu sau 5 năm cưới vậy. Hay đây cũng chính là lý do mà vì sao càng crush ai mà chưa tán đổ thì càng thấy họ hấp dẫn, tán đổ rồi thì thấy cũng bình thường thôi à. Thường thường là sẽ
mình với sỏi với em mình hay xuống như thế này. Một là đọc sách, hai là đi chơi thôi. Nhà mình ở phía bên kia. Đây là con đường vô nè. Cái xe này thì đợt vừa rồi mình định bán để đổi xe điện. Định bán luôn bởi vì không có dự định là sử dụng động cơ đốt trong nữa. Nhưng mà bán lỗ quá. Thì bán lại lỗ quá cho nên quyết định sẽ giữ lại. Xe này thì mình cũng không có đi nhiều. Cái này cái Oddo mới khoảng 3.000 cây à. Thì toàn là để cho Đà Lạt, lâu lâu về Đà Lạt có xe đi đỡ phải đi mượn của người ta. Chứ dự định mình đã bán rồi nhưng mà cái dáng xe này mình thích cho nên là quyết định là sẽ giữ lại chiếc này để mỗi lần lên Đà Lạt có xe đi. Nhưng mà xu hướng trong tương lai mà có cái dòng xe cổ điển như thế này mà xe điện ấy, thì mình cũng sẽ thay đổi thành xe điện thôi. Còn bây giờ thì bán lỗ quá. Dopamine vận hành não bộ là một cái chiêu trò của một đại ca giật dây. Nó là một cái trùm lừa đảo có tâm vì nó vận hành theo nguyên tắc có công thì thưởng, nhưng mà nếu mà phần thưởng dễ đoán quá thì động lực sẽ tụt ngay lập tức. Mình ví dụ nè, bạn có bao giờ chơi game quay số chưa? Nếu mà lần nào cũng trúng thì bạn sẽ chán ngay lập tức. Nhưng mà nếu mà mình không biết khi nào trúng thì bạn sẽ quay hoài mà thôi. Chính xác thì cách người ta nướng tiền vào những cái máy đánh bạc là như vậy. Một cái nghiên cứu vào năm 2006 cho thấy là dopamine bùng nổ mạnh nhất khi mà phần thưởng không đoán trước được. Đấy cũng chính là lý do mà mấy cái trò trên Shopee Flash Sale nè, TikTok nè hay là Facebook gây nghiện. Vì bạn không biết lần sau sẽ có cái gì. Nếu mà bạn muốn giữ động lực hay là học tập, làm việc thì hãy tự tạo ra cái yếu tố bất ngờ cho bản thân. Chẳng hạn như là tự thưởng cho mình một món quà bất ngờ sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Hay là đổi mới cách học nè, thử nhiều phong cách làm việc khác nhau để tránh chán nản. Hay là nếu mà mình muốn luôn luôn có dopamine và sử dụng nó đúng cách thì mình nghĩ là trong những cái nhiệm vụ nhỏ thì chúng ta sẽ làm khoảng 15 phút hay là sử dụng một cái đồng hồ Pomodoro để mình làm khoảng 1 tiếng đồng hồ thì mình nghĩ là một cái phần thưởng nào đó cho bản thân mình. Chẳng hạn như là một cái bánh này, hay là một tách trà này, hay là thậm chí là mình chỉ tự sướng với lại cái công việc mà mình đang làm mà thôi. Giờ cái xóm của mình bây giờ cà phê rất nhiều luôn. Bởi vì những bạn mà đi săn mây rồi những bạn mà đi phượt á thì hay vào đây xong rồi uống cà phê xong rồi ngắm thành phố này, ngắm view nè. Thì thường thường á khi mà cà phê rồi quán xá rồi homestay nhiều á cho nên nhiều khi cũng ồn, nhạc mở rất là to luôn. Cho nên nhiều khi á giờ như ở cái khu nhà mình buổi tối mà mở nhạc mà to quá nhiều khi cũng mệt. Dopamine thì có thể khiến bạn nghiện ngập mà bạn không hề hay biết. Bạn tưởng là chỉ có ma túy mới gây nghiện mà thôi. Dopamine cũng có thể khiến bạn thành một cái con nghiện chính hiệu. Dù bạn chỉ là đang lướt TikTok, ăn quà vặt hay là cày game mỗi ngày. Một cái ví dụ điển hình cho việc này đó là dopamine nó giống như muối ở trong đồ ăn vậy. Ban đầu thì mình chỉ cần một chút là đủ ngon. Nhưng nếu mà ăn mặn quá lâu ngày, bạn phải cho nhiều muối hơn thì mới thấy được cái vị của muối. Tương tự như các cái mạng xã hội hay là đồ ăn nhanh hay là game online vân vân. Ban đầu thì lướt Facebook 10 phút thấy vui, sau đó phải là 30 phút mới đã. Cuối cùng thì không cầm điện thoại lên là tay chân đã run rẩy như là thiếu cà phê sáng. Một cái nghiên cứu dẫn chứng khoa học cho điều này đó là nghiên cứu năm 2010 trên cái người nghiện ma túy cho thấy thụ thể dopamine trong não giảm dần khiến họ cần nhiều ma túy hơn để đạt được hiệu ứng như ban đầu. Điều này thì cũng tương tự như là TikTok nè, Netflix nè hay là trà sữa. Càng dùng nhiều, càng cần nhiều hơn để có cái cảm giác sướng. Ứng dụng thực tế là nếu mà bạn không còn hứng thú với những cái thứ đơn giản như là đọc sách, đi bộ hay là nấu ăn thì có thể là dopamine của bạn đã bị quá tải. Hay là nếu mà mạng xã hội không còn vui như trước nữa thì có thể là bạn đã lướt quá nhiều rồi. Vậy thì làm thế nào để làm chủ dopamine để mình sống hiệu quả hơn nè? Để reset lại cái hệ dopamine của bạn thì mình nghĩ là đầu tiên mình nên giảm sử dụng những cái mạng xã hội nhanh. Chẳng hạn như là TikTok nè, bớt Shopee lại và bớt uống trà sữa nè. Vừa rồi rần cái vụ brand rot ở trên mạng đó là thối não đó. Thì khi mà mình lướt những cái mạng xã hội nhanh đó thì mình chỉ thấy được cái kiến thức bề mặt nó rất là nhỏ.
Sau đó sẽ tạo ra những cái anh hùng bàn phím chỉ có chat bừa, không có hiểu cái cấu trúc lõi của vấn đề. Và khi mà mình lướt quá nhanh, quá nhiều như vậy thì mình sẽ không làm được cái gì nhiều hết, mà mình chỉ nhìn thấy bề mặt, sau đó sẽ tạo ra một cái tâm lý sợ hãi và không dám làm gì. Khi mà đối chọi với một cái tranh luận với một ai đó về một cái chủ đề nào đó mà sâu về một cái khía cạnh nào đó, thì mình chỉ có cái bề mặt thôi, mình đâu có thể nào mà mình nói chuyên sâu được đâu. Cái tiếp theo là mình nên tận hưởng cái niềm vui lâu dài. Đọc sách nè, tập thể dục và học cái kỹ năng mới. Khi mà học kỹ năng mới đủ nhiều rồi, mình sẽ cảm thấy nó thú vị hơn. Và nên làm sao để tạo ra những cái phần thưởng nhỏ để dopamine tiết ra trong những cái chu trình ngắn. Vì bản thân dopamine, mình làm bất cứ một cái gì thì mình muốn thấy cái kết quả ngay. Đó là lý do mà những cái người mà làm việc trong những cái lĩnh vực mà tạo ra dopamine nhanh, chẳng hạn như là bác sĩ mổ này thì nhìn thấy kết quả ngay nè, hay là những bạn mà chơi game thì nhìn thấy thắng thua ngay lập tức thì thích, phấn khích hơn. Nhưng mà những người nghiên cứu chuyên sâu thì sẽ khó nhìn thấy cái kết quả, cho nên là cũng sẽ dễ gây chán nản. Thì mình phải nhìn một cái mục tiêu xa, nhưng mà mình sẽ làm những cái việc nhỏ nhất để nhìn thấy cái hiệu quả ngay lập tức và tạo ra cái động lực trong những cái khoảng thời gian ngắn để giúp cho dopamine luôn luôn xuất hiện trong não của mình và làm cho mình có cái động lực để làm việc. Và mình cũng nên làm quen với sự nhàm chán. Chẳng hạn như là không phải lúc nào thì cũng có phần thưởng ngay lập tức. Nếu mà bạn cảm thấy mất động lực thì hãy thử một ngày không mạng xã hội nè, đọc sách, tập thể dục và làm một cái điều gì đó không có phần thưởng ngay lập tức. Tìm lại cái niềm vui từ những cái thứ đơn giản như là mình đi bộ, mình nấu ăn, mình trò chuyện ngoài đời. Mình nghĩ là để thay đổi những cái điều này thì nó không hề dễ. Nó đòi hỏi là mình phải có cái kỷ luật nhất định và mình nên tập những cái điều này để có thể giúp cho cái cuộc sống của mình sau này nó tốt hơn. Mình thấy là khi mà mình lớn tuổi rồi thì càng ngày càng mất động lực. Đó là khi mà dopamine không còn xuất hiện trong não mình nữa. Chẳng hạn như mình đi du lịch mà mình đi nhiều quá rồi thì mình cũng chán nè. Mình làm cái việc gì đó lặp lại cũng chán nè. Cho nên hãy tìm niềm vui mới ở những cái điều thú vị hơn trong cuộc sống để luôn luôn giúp cho não có dopamine, thì mình luôn luôn mình cảm thấy nó hạnh phúc hơn. Vậy là chúng ta vừa vén màn sự thật về dopamine, một cái gã trùm dịch dây não bộ hay là một đại ca chèo kéo bạn chạy theo những cái phần thưởng, nhưng cũng có thể nó là một cái người thầy dạy bạn cách làm chủ động lực. Vậy thì bây giờ mình hãy tua lại một chút, mình sẽ tóm tắt lại những cái gì mà bạn vừa nghe nha. Dopamine thì không phải là hạnh phúc, nó chỉ là cảm giác thèm muốn hạnh phúc. Bạn càng chạy theo nó thì nó càng khiến bạn muốn nhiều hơn, nhưng không bao giờ cảm thấy đủ. Nếu mà bạn nghiện lướt TikTok hay là nghiện Shopee, nghiện trà sữa thì đó không phải là lỗi của bạn, đó là do dopamine đang chơi khăm bạn mà thôi. Nếu mà bạn thấy làm việc chán nè, đọc sách chán nè, học kỹ năng mới thì lại càng chán nè, thì có thể là bạn đã tiêu thụ dopamine quá đà và giờ não bạn đang hư cảm biến. Chỉ là bây giờ mình tìm cách kích thích mạnh hơn nữa để nó quay trở lại. Vậy thì bây giờ mình phải làm gì nhỉ? Bạn có thể tiếp tục bị dopamine thao túng. Sáng mở mắt ra là vơ ngay cái điện thoại. Đêm nằm ngủ là lướt TikTok tới 3 giờ sáng. Để rồi mình tự hỏi là, ủa, hôm nay mình đã làm được gì? Hoặc là bạn có thể đảo ngược thế cờ, học cách làm chủ dopamine, reset lại não bộ, tìm lại niềm vui từ những thứ đơn giản để giải phóng tâm trí của mình. Những cái thử thách nhỏ mà bạn có thể thử nè. Dành một ngày mình thử không sử dụng mạng xã hội xem là cái cảm giác của bạn ra sao nè. Hay là làm một việc không có phần thưởng ngay lập tức, như là tập thể dục, đọc sách hoặc là viết nhật ký. Quan sát xem sau một tuần bạn cảm thấy là có khác đi hay không. Nếu mà bạn thấy podcast này hữu ích, hãy chia sẻ nó với ai đang bị dopamine giật dây. Một đứa bạn tối nào cũng cày phim tới 4 giờ sáng nè. Hay là một người đồng nghiệp sáng nào cũng check Shopee xem hôm nay sale cái gì. Hoặc là chính bản thân bạn của một tuần trước. Còn bây giờ hãy tắt podcast đi, mình bước ra ngoài, hít thở một hơi thật sâu và để não bạn nghỉ ngơi khỏi dopamine một chút. Hẹn gặp lại bạn trong những tập tiếp theo, nếu bạn vẫn còn đủ dopamine để chờ đợi. Còn bây giờ thì mình sẽ đi lấy dopamine của mình bằng cách là enjoy cái tập podcast vừa rồi mình vừa mới ghi âm rất là thú vị. Bye!